Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách ứng tiền Viettel khi còn nợ 911 và 9118 mới nhất năm 2024. Đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả 100%. Trong thời đại số, việc ứng tiền càng trở nên thông dụng và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn ứng tiền một cách đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả. Đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn ứng phút gọi qua tổng đài 211. Điều kiện là thuê bao của bạn là thuê bao 2 chiều của nhà mạng Viettel. Tài khoản gốc để ứng tiền còn phải dưới 5.000 đồng. Thuê bao không còn nợ khoản ứng trước đó và không nợ tiền ứng qua 9118. Đầu tiên, mình sẽ giới thiệu cách ứng gọi nội mạng. Bạn soạn tin nhắn theo cú pháp 1 gửi 211. Để xác nhận bạn đồng ý, bạn hãy soạn tin nhắn D gửi đến 211. Như vậy, bạn sẽ được ứng thành công. Tiếp theo, ứng gọi ngoài mạng. Bạn soạn tin nhắn theo cú pháp 2 gửi đến 211. Để xác nhận bạn đã đồng ý, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp D gửi 211. Như vậy, bạn đã ứng tiền thành công rồi. Ngoài cách ứng tiền gọi mình vừa giới thiệu, mình cũng sẽ giới thiệu thêm hai gói cước của nhà mạng Viettel, đó là gói cước IT30 và gói cước SD90. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu đó là gói cước IT30. Giá cước để đăng ký là 30.000 đồng cho một lần đăng ký. Bạn sẽ được miễn phí 100% data khi truy cập YouTube, thời gian sử dụng trong 30 ngày. Gói cước này dành cho tất cả các thuê bao của nhà mạng Viettel đều có thể dễ dàng đăng ký được. Để đăng ký gói cước IT30, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp IT30 dấu cách TL gửi đến tổng đài 9123. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu đó là gói cước SD90. Giá cước để đăng ký là 90.000 đồng. Bạn sẽ nhận được 45GB data tốc độ cao, thời gian sử dụng lên đến 30 ngày. Mỗi ngày bạn sẽ nhận được 1,5GB. Để đăng ký gói cước SD90, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp SD90 dấu cách TL gửi đến tổng đài 9123. Ngoài cách ứng tiền và hai gói cước mình vừa giới thiệu, các bạn có thể tìm kiếm thêm các gói cước khác của nhà mạng Vinaphone. Các bạn có thể tìm kiếm thêm các gói cước khác tại phần mô tả bên dưới video hoặc truy cập tại website viettel.group. Tại đây mình sẽ giới thiệu đầy đủ các gói cước 4G của nhà mạng Viettel. Các bạn hãy lựa chọn cho mình một gói cước phù hợp nhất đối với mình để đăng ký. Nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc, hãy để tin nhắn trong phần bình luận, mình sẽ giải đáp các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.